Hey, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hpphotoshop.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Lightroom để chúng ta blend một cái màu cho ảnh nước biển ha. Mình gọi là màu biển. Rồi thì ở đây mình cũng thật ra là đại khái là cái màu nó biển nó xanh xanh lên như các bạn thích ạ. Một số cái style các bạn thấy là ông O Studio nè, rồi một số cái studio khác cũng hay thường sử dụng, thì các bạn hay thắc mắc là làm sao để chúng ta chụp và chúng ta chỉnh được cái hình như vậy ha. Thì đầu tiên là cái vấn đề chụp á, thì để cho nó chụp cái hình mà nó có cái màu biển nó xanh như thế này thì mình nghĩ là các bạn nên tham khảo. Và đối với mình thì mình cũng có một vài lần mình đi chụp biển rồi, thì cái khoảng thời gian mà mình thấy là cái nước nó xanh nhất á là vào khoảng cỡ giữa trưa. Thì ở đây trong cái hình này để mình coi thử coi, đây đúng rồi, đây là đây cái giờ này, các bạn có thể coi là cái giờ cũng là 11:27:32 buổi sáng, tức là ngay giữa trưa đó, gần 12 giờ trưa rồi, 11:30. Thì lúc đó cái biển của nó biển chúng ta sẽ rất là xanh ha, và chúng ta chụp sẽ lên khá là đẹp, tại vì ánh nắng nó từ trên xuống, mà các bạn có thể sử dụng cái hát sáng để nó phản sáng lại thì nó rất là đều nhau. Có một cái dở là khi chúng ta chụp giữa trưa nắng nó rất gắt, thành ra là khi mà mình chụp á với những cái máy nó không được cao cấp lắm, cái độ chênh sáng nó nhiều á, thì nó sẽ bị chúng ta sẽ bị rất là tối ở cái phần shadow đó. Thì hãy lưu ý là như vậy, nếu như các bạn sử dụng cái máy nó hơi cùi cùi dạng là bình thường á, ví dụ như là những cái máy 2-3 số chẳng hạn vậy, thì tốt nhất chúng ta nên có một tấm phản quang hoặc là sử dụng flash thêm để chúng ta bù vô những cái phần tối. Thì đó là cái về vấn đề chụp ha. Cái vấn đề chỉnh thì ok, thì chúng ta sẽ phải sử dụng chỉnh raw rồi, tại vì chụp cưới mà, với lại chụp những cái quan trọng như này thì chúng ta tốt nhất là nên sử dụng raw để chúng ta tốt nhất. Đây mình sẽ sử dụng cái đây, mình sẽ chọn hình này để chúng ta chỉnh mẫu một lần trước, sau đó mình sẽ sync, tức là mình sẽ đồng bộ hết tất cả theo cùng một mẫu như này ha. Cái vấn đề ở đây tại sao mình chọn mẫu này, tại vì ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta có cái shadow rất là nhiều đó, và cái vấn đề chính của mình đó là về vấn đề chúng ta kiểm soát được cái phần shadow, phần highlight. Rồi đầu tiên thường cái flow của mình á, cái bước làm của mình thì mình sẽ đi ngược từ dưới lên. Tuy nhiên là mình thấy các bạn hay đi từ trên xuống, cho nên hôm nay mình cũng làm từ trên xuống luôn. Thì đây đầu tiên thì chúng ta sẽ chỉnh cho nó có cái độ tăng sáng lên một chút. Ở đây các bạn thấy kiểm tra cái histogram, các bạn để ý histogram đây chúng ta dồn vào giữa như này ha. Khi chúng ta chụp cũng để ý cái histogram ở trên máy chụp chúng ta làm sao căn cho nó vào giữa giữa như này nè. Thì để về chúng ta chỉnh xem nó sẽ rất là dễ ha. Thì ở đây mình sẽ tăng sáng lên chút xíu. Tăng tới khi nào mà các bạn để ý cái phần phía ngoài này nó hơi chạm một chút. Rồi. Đấy, tạm thời mình để khoảng cỡ 76. Rồi ha. Contrast. Contrast thì từ từ đi. Phần highlight mình sẽ giảm xuống một chút. Phần highlight này ở đây tương đối quan trọng, các bạn để các bạn có thể để ý là khi mà cô giáo chú rể thường là mặc đồ màu trắng á, và những cái bọt biển như này nữa, khi mà chụp buổi trưa như mà mình nói rồi thì hồi nãy là nó có cái độ chênh sáng rất là cao, thành ra là có thể ở những vùng này á nó sẽ có độ sáng rất là mạnh á, và khi chúng ta không để ý, chúng ta không giảm highlight xuống á, thì chúng ta sẽ bị nó sẽ biến thành một cái mảng màu trắng ở phần bọt cũng như là ở trên váy cô dâu, ở những cái phần ren như thế á. Rồi, nhớ để ý giảm highlight xuống một chút ha. Và phần shadow mình sẽ tăng nó lên một chút. Tại vì mình muốn cho cái độ chênh lệch giữa cái vùng tối và vùng sáng nó không chênh lệch quá nhiều để chúng ta dễ nhìn hơn, thuận mắt hơn mà. Phần black ở đây là cái phần điểm điểm tối và điểm sáng ha, thì mình có thể giảm xuống một chút xíu để cho nó vừa chạm cái phần mức này. Tương tự với là điểm white mình sẽ chỉnh cho nó lên vừa chạm. Rồi vibrance lên chút xíu, clarity thì nó là độ sắc sắc độ nó gần lên, mình không biết rõ tiếng Việt người ta phân gọi nó là cái gì, nhưng mà clarity rồi. Rồi đây mình sẽ giảm đi chút xíu để cho nó hơi nhẹ lại. Rồi tiếp phần tone curve thì thực tế mình đã chỉnh ở trên rồi đó, cho nên là ở phần này mình nghĩ là chúng ta không thường xuyên dùng tới. Ở đây mình có thể sử dụng cái medium contrast cũng được. Rồi chúng ta quay lại với contrast ở trên ha. Thì ở đây á các bạn để ý, khi mà mình có hai cách để chúng ta chỉnh ha. Nếu như mà chúng ta muốn chỉnh cho nó nhìn nó nhẹ nhàng á, tức là cái độ chênh sáng nó không nhiều, thì chúng ta giảm contrast đi.
Hoặc nếu chúng ta muốn cho nó có độ contrast nó mạnh lên á, thì chúng ta tăng lên chút xíu thì để nó có cái sự tương phản nó cao hơn. Tuy nhiên có như thế này, khi mà cái này khi chúng ta nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc là chúng ta in ấn ha. Khi mà chúng ta để cái contrast thấp á, thì các bạn coi ở trên màn hình vi tính nó sẽ rất là nhẹ nhàng và nó đẹp. Tuy nhiên khi in ra nó sẽ không được đẹp như các bạn nhìn, tại vì nó cái độ chênh sáng nó không cao, mà thành ra là thường thì những cái máy in mà ở Việt Nam các bạn in mà cái máy nó hơi chất lượng thấp một chút là nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái hình chúng ta ha, nó không phân biệt được là cái vùng nào vùng nào, thành ra là nó sẽ bị bệt nhìn nó hơi tức mắt tí, tùy cái hình thôi. Còn khi chúng ta contrast cao lên thì các bạn biết rồi mà, in ra nó sẽ đẹp hơn. Ở đây mình sẽ giảm nó một chút xíu thôi, rồi. Mình nghĩ vậy là ổn rồi. Rồi tiếp phần nhiệt độ màu á. Phần nhiệt độ màu này các bạn luôn hỏi mình làm sao để cho nó cân bằng trắng tốt nhất. Thì đối với mình á, thường chúng ta không bao giờ tin vào cái màn hình trước mặt chúng ta cả, tại vì qua thời gian nó sẽ bị lão hóa mà, nó sẽ bị lệch lạc đi. Thành ra là mình quản lý cái nhiệt độ màu nhờ vào cái histogram. Ở đây các bạn có thể thấy là khi chúng ta giảm cái term đi nè, thì các bạn sẽ thấy là cái vùng màu xanh ta nó sẽ nhô ra phía highlight. Thì phía highlight là cái phía cái mắt chúng ta cảm nhận được nhiều nhất. Thành ra là khi mà mình chỉnh á, nếu như chúng ta muốn cho nó cân bằng á, thì các bạn có thể thấy là để cho nó những cái hình này nó vừa khít vào nhau như thế này. Không có cái màu nào nó nhô hẳn ra phía ngoài á, thì đó là cân bằng trắng ổn ha, ổn thôi. Còn tùy nữa, tại vì còn tint ở phía dưới này nữa. Anh đọc là gì nhỉ? T-I-N-T, tint. Tuy nhiên ở với những cái hình mà chụp ở ngoài biển như này, mình luôn luôn muốn cho nó mát mát một chút xíu. Thành ra là mình sẽ kiểm soát làm sao cho cái vùng màu xanh này nè nó nhô ra ngoài một tí. Mình sẽ giảm nó xuống chị. Đó rồi, mình nó nhô ra vậy là ok rồi. Các bạn thể thấy là cái hình ta nó sẽ có cái màu xanh nổi trội lên ha. Rồi tiếp theo là phần color ở phía dưới này. Các bạn thể để là HSL, thì đây mình chỉnh thành color cho dễ chỉnh. Đầu tiên qua màu xanh trước ha. Màu xanh ở đây chính là cái vùng màu nước biển và màu trời đó, cũng như là màu mắt kiếng này. Thì đây mình sẽ tăng cái saturation lên chút xíu để cho nó đậm đà cái màu. Vùng luminance tức là sáng tối thì mình sẽ giảm đi để cho nó tăng cái contrast so với lại cái vùng màu sáng ở cô dâu chú rể cũng như là ở cái phần biển này. Mình sẽ giảm xuống để cho nó nổi bật lên ha. Tiếp theo là phần aqua. Aqua thì cũng là màu xanh đó thôi. Đặc biệt là cái đám này. Thì là mình cũng sẽ tăng layer chút xíu và giảm luminance đi với lại mục đích tương tự như là cái màu blue. Rồi, green ở đây là cũng có tương đối nhiều đó. Ở vậy các bạn để ý vùng này cũng có green nè. Green hoặc xanh lá cây á. Rồi đây mình sẽ tăng layer chút xíu. Mình giảm đi. Khi chúng ta giảm cái luminance của những cái màu xanh này lại, các bạn có thể để ý là ở những cái vùng bọt biển á, nó cũng sẽ nổi lên ha. Nó sẽ nổi cái màu trắng cái vùng bọt biển lên và làm cho cái nước biển ta trông nó sâu hơn, nó có cái chiều sâu hơn. Rồi, ở vùng yellow với orange thì các bạn biết rồi đó, một là màu cát, hai là màu da. Và màu da ở trong Lightroom mình rất thích chỉnh ở vùng này, nên ta tăng sáng lên chút xíu, các bạn để ý cái màu da của mẫu ha. Đây mình tăng lên vậy luôn và cho các bạn thể thấy nè. Đó, một là đen xì, hai là trắng nhách. Sẽ tăng lên một chút xíu thôi để cho nó vừa vừa đi. Mình thích số 21. Rồi, hue thì mình tùy với cái hình thôi ha. Các bạn để ý là đây cũng tương đối ổn ổn rồi thì mình cũng sẽ không chỉnh cái hue nữa. Rồi, chúng ta xuống tiếp phần noise reduction thì mình sẽ chỉnh cho noise reduction tức là giảm noise đó. Mình sẽ chỉnh nó cao lên chút xíu. Sharpening ha. Nãy giờ chúng ta giảm cái clarity rồi. Đây vùng trên này, giảm clarity nó cũng bớt, thì nó đã bớt cái sắc nét rồi. Cũng như chúng ta tăng cái noise reduction thì nó cũng lại giảm sắc nét hơn một lần nữa. Thành ra ở phần sharpening này chúng ta sẽ tăng cái độ nét lại, tăng cái độ nét lên ha. Tuy nhiên có một cái lưu ý là khi mà cái mức độ tùy vào cái chất lượng của cái hình chúng ta ha. Những cái máy mà nó xịn ấy, thì phải tăng cái amount này lên nhiều chút xíu, không ăn thua. Ở đây là mình để mình xem coi thử là của ai, của máy nào chụp đây. EOS 1DX của bạn Cao Minh Lộc ha, Cao Minh Lộc chủ cái máy, không biết là chủ bộ ảnh luôn. Thì đồng thời cũng xin cảm ơn bạn Cao Minh Lộc ha, bộ ảnh các bạn share khá là đẹp.
Mình cũng xin phép luôn là share ở phần phía dưới phần comment luôn nha. Nếu các bạn cần cái stock này để chúng ta thực hành á, các bạn có thể nhìn ngay ở phía dưới phần description cũng như là phần comment, thì mình có để cái link download nguyên cái bộ ảnh này. Bạn cao mình lọc bạn share trên cái group plan and retouch, thành ra là mình chắc mình sẽ share được. Rồi ở đây phần có một cái lưu ý nhỏ từ cái phiên bản Lightroom 5.7 trở lên, các bạn có thêm cái phần masking, thành ra là nhớ để ý chúng ta kéo cái phần masking này lên. Đây mình sẽ đè phím Ethernet ha, và mình sẽ kéo lên để các bạn có thể thấy đó, cái vùng màu trắng chính là cái vùng mà chúng ta sẽ làm nét ha, và chúng ta càng tăng lên thì cái vùng làm nét nó càng ổn và nó vào những đúng những cái chỗ mà chúng ta muốn làm nét ha. Đây mình sẽ tăng nó lên hơn một chút xíu nữa. Đó, chỉ vào những vùng làm nét thôi. Ở màu thì đây là một DX mà mình có thể chỉnh nó cao cao lên chút. Mình sẽ để là 69. À, 69. Rồi ok. Thì đó là xong, chúng ta chỉnh xong rồi ha. Thì các bạn có thể thấy đây mình sẽ bấm after, mình bấm nút y dài này, các bạn có thể coi là đây là before, đây là after. Ha, khá là khác nhau ha. Rồi, ở đây mình có thể sync qua những cái hình khác, ví dụ như là mình qua hình này đi. À, mình bấm nút sync này. À, check on chứ. Rồi đây mình sẽ bỏ cái brush cũng như là cái crop đi và synchronize. Thì mình qua đây. Các bạn có thể thấy là bên hình này nó sáng hơn một chút xíu, và lý do thì dễ thôi, các bạn nhìn lên đây ha. Mình bấm nút y ngắn này thì các bạn có thể thấy ở đây là một phần 1600, và ở cái hình lúc nãy chúng ta làm là 1/2500. Những cái thông số khác không đổi, thành ra là hình này nó sẽ sáng hơn. Thì hình này chúng ta lại giảm đi chút xíu thôi, giảm cái exposure đi chút xíu là đẹp. Thì đây mình sẽ bấm Y nè. Đó, các bạn có thể thấy là đây là trước, đây là sau. Khá là dễ nhìn ha. Thử một số cái hình khác coi. Hình có hình nào đẹp nhỉ? Đây, mình thử cái hình này coi. Xinh cái, cũng tương tự luôn. Rồi đây hình này cũng tương đối sáng chút xíu, mình giảm đi để cho nó có độ sâu ở phần này. Các bạn có thể thấy ở phần những cái hình mà nó có cái vùng trời nó cao lên như thế này á, thì chúng ta có thể sử dụng cái công cụ là gradient ha, nhớ là linear gradient hay gì đó. Thì đây mình sẽ làm cái thao tác là chúng ta sẽ giảm cái exposure đi, tăng contrast lên cũng như là tăng saturation lên, sau đó chúng ta kéo từ trên xuống. À, các bạn thấy là cái bầu trời chúng ta nó trong veo, nó có cái chiều sâu. Rồi thì đây bấm nút dấu gạch dọc từ trên xuống. Đây là before này, đây là after. Before after khá là khác nhau ha. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi tút này. Đừng quên like, subscribe và chia sẻ cái tút này cho bạn bè của mình ha. Nếu như các bạn muốn thì các bạn có thể donate ủng hộ mình tại cái nút phía trên này, ủng hộ.hpphotoshop.com. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.